Mình tắt luôn nha ông bạn chứ. Hai mâm thoải mái. Hai mâm đào để cho vui. Hồi mùa mới ăn. Cháu này cầm mà khâu mà gảnh nó cần chừng. Bú bú. Tí chưa một tí là nói. Mô mô năm cảnh. Ủa nặng. Hầu chỉ mày tôi nói hầu. Pinh ông mày qua cho pinh. Mày mít dạy sói tá sẵn quyết sẽ nặng. Chết ăn đi. Không chạy là cố là bọc hay bằng mày. Khỏi xoay hay bằng mày. Ừ, dịp lễ của 30 tháng 4 nhà em này đang mần thịt ông chó. Ông Vi Đào đang làm thịt chó này. Ôi đấy là nghệ nhân đang đang cuốn đang cuốn cái này gọi là cái rồi. Ngon quá, ngon quá. Các bạn nhớ đăng ký like và chia sẻ. Đấy. 30 tháng 4 đấy. Quyết thắng đại thắng đấy. Ừ. Sắp đến giờ rồi đó ông ơi. Sắp đến 11:30 rồi đấy. Quyết thắng đại thắng đấy. Ok. Số mắt ơ đây cảnh này. Đấy. Dân giá của nhà em này, bếp của nhà em này nhờ thấy chưa? Này đây. Thấy chưa em làm một nồi đây là nhóm của con ngan đấy. Khoan ạ đấy. chúc chưa tán đi, đấy coi nhà các bạn nhá. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi nhà em và nhà ông nhá. Mà các bạn chứ là chuyện này. Với các bạn coi này. Đấy. Đôi từ từ xuống. Đấy, 30 tháng 4 này. Ít xuống con này, bỏ. Em con tắp lô này nè. Bỏ đại cho em đại ra đây này. Một bộ con ý hơn nói chẳng này. Để hong này nói nhỉ, để tổng này. Ý hơn đi, hơn này, hôn rồi đấy. Đây, thoải mái này, yên tâm hối nhỉ. Thôi. Mùi ế lái ho rồi chị ạ. Xuôi ơi chị. Ôi chị cứ ế nhìn lắm, ở đây. 30 tháng 4 à, đoàn kết rồi chưa. Lái xuôi luôn chưa. Này, chị đây. À thôi. Quyết thắng quyết chiến rồi chưa. Anh này chị ạ, đây giảm môn à. Ờ, xong rồi. Ok môn rồi chị. Anh em bố chốc nó nè. Bố chốc con tay con này, nè. Ô mà hồng xúc đó. Ô chà đúng là một. Sơ khăn được chưa? Cứ men tí sĩ chứ anh em. Đây hỏi anh em hồng con tay mà đây có. Đi đâu luôn đấy. Anh em mò đấy. Mò. Hay. Anh em cái biển cái này cứ chớ mình thấy tay hó mình miền này hoài ăn à mình bị bong sở nọ nè con chớ nó tiền lời các bạn coi đi anh mình khâu cái biển này mình cứ hơn là tết cày nói cả nè tết cày nói cả nè đây là thức ăn của gà nhỏ này gà nhỏ vịt nhỏ này đấy nhà mày đâm gạo xong đó là cái nơi ra còn cái này thì cái hông xôi gọi là cái tay hó gọi là hay không nưng tim gan này. Trời. Ô ăn xí đây ơi, tim gan chuẩn. Tim gan này. Này. Đây là cái sọt này nha em hay để trên gác này để khói lên như thế này thì khỏi con mọt nó ăn. Đấy. Và để được lâu hơn. Đây. À, bất cứ nhà nào nha, bất cứ nhà nào cũng phải có một kia. Một mùa bội thu.
gạo việc kia đều có thân bếp đang để đây, các bạn thấy chưa? Đấy, là để đây để bếp, nhất là hàn khô để làm giống, thứ hai là một cái tục lệ. Đây là một cái bó lúa các bạn này. Đấy. Còn cái này là người ta đang để làm cái lá của cái mũi tên này này. Đấy. Đấy, cái này này, thấy chưa? Người ta lấy cái lá này. Thế này, đây là các mũi tên của nó. À, các mũi tên này. Đấy. Đấy, còn đây mấy cái cái này là cái nướng này. Nướng cá này. Nhưng mà hôm nay em không nướng cá. Nò bên kia này. Con nò tới đây. Đây. Còn đây là mấy cái đồ thiêu diệt của các cụ này. Đây nò này. Còn đây là cái xúc. Rồi bạn nào thích vui vẻ thì các bạn có thể ghé qua kênh nhà em để chia sẻ cho các cụ vui chơi nhá. Nhóm em là để chia sẻ cho các cụ. Đây là cái ống bò tam xỉa răng này. Ô sửa dài chưa? Đây là tam xỉa răng này. Đấy. Hơi ngược sáng một tí. Các bạn nhớ đăng ký chia sẻ nhá. Nhóm nhắn chia sẻ vui vẻ lắm, gìn giữ nét văn hóa Thái. Em nói cả tiếng Việt và cả tiếng Kinh ở trong này. Tiếng Kinh và tiếng Thái ở trong này nên các bạn có khi câu nào không hiểu thì em có thể giải thích hoặc là chat qua comment nhá. Rồi em cảm ơn các bạn nha. Bây giờ video của em xin tạm dừng tốt để chuyển sang một cái chủ đề mới. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tới hay hơn nữa. Rồi, xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Quay về hát luôn.